Nếu vậy thì thôi giờ chị chạy lên luôn đi. Chị lên đó luôn. Ừ. Ngồi với bà mới được, canh bà. Bây giờ này chị. Thôi chị, anh chạy luôn đi, để em chạy theo này. Đó, có chị đó. Rồi, ra bệnh viện xe đấy nha. Giờ không phải dọn theo xe ngoài liền. Ơi bà, hôm nay bác sĩ có dặn luôn là cái gì cũng phải nhẹ nhàng hết nè. Xe chạy trước chắc không chạy sau, đêm hôm nữa. Không, 0295 rồi. Mới nãy là con đi vô, con chủ yếu con thăm bà hai thôi. Vô đâu có ngờ mà bà nằm, mà bà ngồi vậy thấy khó dữ lắm. Rồi dòm thấy là cái tay, cái chân, cái mặt nó sưng lên á. Rồi cái ngực cũng sưng mà sưng to luôn. Chứ nào ngay chú chạy vô bác sĩ Kinh mua 2 lần thuốc uống rồi đó. Mà thấy xẹp, hôm qua thấy xẹp. Rồi chú hỏi chị còn uống nữa còn không? Nó là còn, trời đất ơi. Uống xẹp là chị uống tiếp theo sao mà không uống rồi. Vậy là cái này là bác cũng biết hả? Biết. Bị bao lâu rồi vậy bác? Trời ơi, biết nào ngay bác bị hổm rài đặng. Hổm rài? Rồi là tôi cũng chạy mua thuốc rồi này kia đó. Dạ. Tôi lấy gừng rồi đâm mấy bó rồi tha cho bà. Thì cái chàng hôm qua kia xẹp ngon lắm mà. Mà bác sao với bà hai? Trời ơi, cũng ở xóm tròn chị em vậy đó. À. Bà không có con cháu chơi. Cho mình cũng như mình là làm từ thiện luôn con ơi. Dạ. Vậy đó. Ủa vậy là... qua nay là bác cũng có mua thuốc cho bà hai hả? Trời ơi có, vô cho Bắc Kinh mua 2 lần thuốc luôn mà. À cũng Bắc Kinh luôn ha. Hồi nãy con cũng đưa cho Bắc Kinh á. Nhưng mà đo nhịp tim á là 60 mấy có, rồi ra 120, rồi 70 mấy nữa, coi như là nó không có đều. Mình người già mà tim nó lên xuống thất thường rồi đó, dễ đứt lắm. Mà bà lúc mà bà nói mà bác đi mua đó là bà có than sao nữa không? Cái gì? Tôi thấy là cái giò bà sưng. Dạ. Tôi mới thấy vậy á. Tôi ra để tôi đi mua cho chị 2 lần thuốc uống cái giò chị sưng ra. Dạ. À, rồi giờ lấy gừng để đâm cho chị. Dạ. Giấm của muối. Rồi bà không có đi được. Đó, mặt thầy sắp tới hoài. Em. Giờ với giờ soạn luôn rồi hả? Đồ bả hả, tôi kiếm nãy giờ mà không có cái nào mà nguyên bột chứ. Trời ơi trời. Ủa rồi sao bây chú bà? Rồi giờ anh tính sao? Chứ để bả tối nãy đây là có chuyện á. Mới nãy bả thở vậy nè. Hù vậy đó. Mà khóc cái bụng đường mai quá trời nó dọc mà chạy. Chú bổ mới đây, chú có liệt lành sao đi được. Rồi bổ rồi. Đi chưa? Chưa. Em ở đây em biết ai mà chăm mấy bà già không? Bây giờ trước tiên đi là phải có người đi tối nay, ngày mai sẽ kiếm cái người nuôi bà. Là cần tối nay đó, chứ cần trên chuyến đi luôn á. Chứ giờ cần trên chuyến đi với hả tối nay á, còn ngày mai nữa thì hả con trước chân sẽ tìm người giống như cái đợt rồi mà nuôi bà Tư vậy đó. Biết ai không? Mẹ vợ nó có bằng nữa. Ủa rồi chú bà, mấy cái bà mà chạy trai đông dịch đâu? Trời ơi, bây giờ mà bà... Bữa nay hả là lúc mẹ bà phải trả bà này cái vụ mà có tình cái nghĩa đó. Xét với vợ anh Dũng. Bà gì bà xuống? Bà mấy bà. Bà gánh không? Bà ở đâu ta? Ở trong mượn tiền nè, chỗ gần nhà bà uống sôi đó. Giờ mượn tiền được, hiện giờ lo cho bà được. Chứ giờ không có ai là chết bà luôn đó.
kêu bé ba thôi. Đâu biết nhà bé ba. Trời ơi sao không nhậu không á? Ở dưới bán nhậu không á? Chỗ nhà của Út Quận nhà chạy xuống dưới chút rồi tới. Vậy cái giết mổ nó mới mổ. Mới mổ, ổng đi nhiều, ổng cũng có chuyện nữa nè. Ê, biết ai không mà đi tiếp ổng. Ôi, ổng mệt vậy đó, ổng cũng gán chạy, ổng đi tìm nè. Ê, có biết ai không thì tìm tiếp ổng đi. Đây, cái này anh nói thiệt nha, bác sĩ cũng có nói rồi đó. Tối này, không đi, sẽ có chuyện. 60 nhịp tim đó nha, 60.2 rồi, 7 mấy là nó loạn hết trơn rồi đó. Nên giờ là nguy hiểm lắm rồi đó. Bà ông này ông cũng có mua thuốc cho bà nữa nè, mờ mờ. Hồi chiều bà có chống dậy lại dần nhà con bà kiếm hôm qua được đi chở bà đi chích thuốc nè, ổng chở tôi đi khám bệnh bên xe đét á. Rồi bây giờ chú ơi, riêng về cô ba đó, có giờ còn biết ai nữa không? Có ai đâu. Đức mẹ trời ơi. Ai có người nhà ra rảnh gửi á, người ta mới đi được chứ. Tại vì con cần tối nay à. Dạ, yếu rồi mà có khoai là mà chăm sóc bả. Hôm nay mua trò gì đó, ăn cái trời, nó ăn cái trời, ăn quá trời. Trời ơi, đã vậy, đã vậy mà có ăn trò đó. Chết mắm. À, nhiều khi ăn mắm nó mà. Có khi ăn, ăn ba cái mắm đó. Mắm tương đó, ăn nó độc lắm đó. Ủa, mắm cá hay mắm tương? Mắm tương. Là mắm chay á hả? Ừ. Mắm chay đâu có gì. Đâu có đậu, đậu mà. Ừ, cái này không tiêu thôi chứ sợ những cái món mà nó độc kìa. Là hai ăn đồ này kia là cũng dạ, lắm. Chú, ừ, bất kỳ mà. Giờ đang tìm người nè. Rồi giờ tính sao? Mà không có ai là em không có dám chở đi đâu. Biết tại sao không? Đưa qua bển nhưng mà ai lo bà tối nay. Và trên đường đi nếu có sự cố gì rất tội cho em. Em cũng muốn thương bà nhưng mà phải có người nhà hoặc là người xóm giềng này nọ đó chứng giám cùng với một người thứ ba cho mấy chứ. Mấy người già mình thương thương nhưng mà cũng phải thủ cái vấn đề là đi hiệp đường có chuyện. Đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Chính vậy chú ba tự giờ ông đi tìm dữ lắm nè. Không được. Bây giờ ông nè, ông gần gũi bà nè, ông còn biết ai nữa không? Trời ơi, có biết bà dì trai đó, có ai nữa đâu, bà dì trai có. Rồi bây giờ nè, nếu mà chú có thay tả với thay đồ bà đưa không? Thôi, chú này không có làm vụ đó ông ơi. Thôi nói thiệt là vợ đưa bệnh đó mà mấy đứa nó thay không đó. Dạ, 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 trời ơi, trời. Tới tháng xanh rồi, cái gì gần cái xanh. Tới rồi lúc đó là phải lúc nào cũng túc trực rồi ha. Ê gọi sao vậy? Không, nếu mà đi một mình anh đi với bà anh sẽ không đi. Tại vì anh cần cái người trên xe nữa. Tại vì xe anh còn đậu ra anh chạy theo chiếc xe cấp cứu. Thôi em đi chứ. Ừ. Rồi trời ơi cảm ơn nhiều lắm. Vậy giờ nè để điện. Nếu vậy thì nè đem theo đồ đi. Em chở chị để đi theo luôn. Rồi lại đẳng rồi kêu ông Kinh. Sáng mai về. Ừ. Trời ơi mừng lắm. Mừng quá trời mừng quá. Vậy giờ là sẽ chở chị qua bển. Đây, ở đây có ai có số của ông Kinh không? Không có luôn. Điện cho ông Kinh nó kiếm cái xe cấp cứu đi, ở đây kiếm có người rồi. Để em điện xe cấp cứu nha. Vậy là kêu lại chỗ Bắc Kinh nha. Thằng Hòa hậu. Xe đen Hòa. Bên đây đứng Hòa. Đứng Hòa mình. Thằng Hòa hai xã phối hợp chỗ ơi. Thì bây giờ chiếc nào cũng được chứ. Bây giờ Định Hòa không có xe kẹt xe thì điện Thằng Hòa. Ừ. Ừ. Thì xã này xã kia giờ ai cũng từ thiện nha. Nhưng giờ chờ với đi chứ sao bây giờ hên dễ sợ luôn. Ủa mà chị đó là làm sao giờ à, cũng con của chú qua luôn hả? Mẹ hả trời dạ à này ba qua nhưng mà cái người à là mẹ của con ha là con của ông bà Đực
À. Này cháu ngoại qua đợt. Rồi. Con lại phước chỉ dám đưa rồi đó. Không gửi vậy. Những cái lúc ngặt nghèo nữa nè mà nhảy ra chứ mới được. Tính kêu bà hai già nó giờ hai bà 34 á, nó đi không được. Mới 3 triệu đi không. Thôi vậy, ông nhỏ này chịu đi rồi. Nó không nó chạy vô xin đi rồi xe cứu lại rồi đưa bà lên xe chở bà. Đúng rồi, đang đợi chị á. Rồi cháu nhỏ cháu này nó rồi. Rồi mừng quá, giờ đợi chị nè. Nam mô đúng rồi, Nam mô rồi chứ. Có gì bằng 2 3 năm ở đây nằm đắng. Nằm ngay bác sĩ kinh luôn. Bây giờ ông không cho đi luôn ạ. Bởi vậy, giữ. Ông nói mới đi là có chuyện liền á. Mà tôi nói bây giờ vô chạm là có chuyện rồi, không có không vô chạm. Không cho uống. Tại vì trước tiên bất cứ bệnh gì đi vô là nó phải đo huyết áp rồi đo tim rồi này nọ. Không có mà ấy đâu. Nhưng mà thấy cái vụ mà nhảy lên nhảy xuống là bắn nó đi liền. Rồi giờ lên xe bả là phải có thẻ oxy gì đó. Mày yếu rồi. Nhớ quay ra. Dạ. Nhớ cháu tôi qua Trung Quốc về là mà hết lòng đó mà không ai đi thì là. Nhưng mà cái người đó là cũng người đó là Trung Quốc mới về hả? Ừ. Rồi. Dễ gì à? Đúng. Quý vậy lắm, quý vậy lắm. Nằm anh qua anh kéo cửa đóng cửa giùm cho bà cái này. Ừ, lại đóng cửa rồi. Ừ, hồi mình ở đây mà. Mà cái đồ đó, bà mà ai vô lấy mà sợ. Tại vậy đó, người già mà mình nói sao được. Bây giờ là không đợi chị đó phòng chở đi Bắc Kinh à, cũng ai có xe phải không? Ok, vậy là có xe nè, giờ qua đó bển coi như thế nào để sẽ chơi của chú anh hay rồi không xin phép dừng cái đâu. Nếu vậy thì thôi giờ chị chạy lên luôn đi, chị lên đó luôn. Ừ. Ngồi dưới bà mới được, canh bà. Bây giờ nè chị. Thôi chị, anh chạy luôn đi. Để em chạy theo này. Đó, có chị đó. Rồi. Ra bệnh viện xe đét nha. Rồi. Giờ không phải dọn theo xe ngoài liền. Trời ơi bà. Bữa nào bác sĩ có dạng luôn. Là cái gì cũng phải nhẹ nhàng hết rồi nè. Xe chạy trước, chắc phòng chạy sau. Đêm hôm nữa. Phòng 0295 rồi. Giờ ghé đây mua cái gối, cái mền với cái bô nằm. Ờ cái bô nằm luôn anh ơi. Trăm chín lần hả? Dạ. Cái bộ nằm nữa ha. Nói 35. Dạ. Mền 120. À, cái mền 120. 195.000. Vì đi cái này là không có mà chuẩn bị gì hết trơn rồi. Hốt là đi liền luôn. Bà cũng không có gì hết, trời mua để nữa bà có xài thì bà xài. Rồi xong hả anh ha? Dạ, dạ biết rồi. 95, 200, 300, 500 rồi. Rồi, dạ, bà nói nè. Cái mùng với cái mền, cái gối dưới phòng đang cầm cái bô. Bây giờ chứ già rồi hả, dễ lạnh lắm. Thôi giờ Phong vô. Bây giờ Phong dưới trên sẽ đi đóng viện phí cho bà hai đây tạm ứng. Ôi trời ơi. Not him.
giờ đóng tạm ứng đi, rồi coi bà sức khỏe làm sao đi, chắc cũng không biết bà có bảo hiểm hay là giấy tờ gì nữa không, này nọ cũng chưa biết nữa, gấp quá trời gấp rồi, giờ giải quyết bằng tiền trước đi, rồi nữa những hồ sơ rồi nọ nữa bổ sung sau. Đây chỗ không miễn phí đây, ông cũng mới mua bô nè, mua khăn, ở mua mền với mua gối à. Thì để coi bà ở trong bọc đồ còn sao nữa, không ấy nếu ấy còn phải mua đồ thêm nữa. Đây ở nhà mình còn có bộ đồ không? Còn mấy bộ đồ hôm trước mua cho bà nội qua đó. Nỡ lấy đó xuống cho bà luôn đi. Giờ còn mấy bộ? Hai bộ, bữa đó mua hai bộ. Vậy nữa nên đem xuống bà luôn ha. Chắc được mà, mấy bộ đó cũng được, thun mà. Mặc vừa rồi đó. Rồi. Là mỗi ngày là 300 ha. Ngày đêm. Ngày đêm 300. Dạ. Rồi đó là mỗi ngày phải đưa tôi rằng tôi có xài chuyện tư chuyện riêng. Dạ. Rồi đó là ăn uống ỉa đái tắm rửa giặt giũ săn sóc cho bả này kia nọ tới. Ai kêu đóng tiền đó thì cô này cho số điện thoại, cô thì lại đây cô đi đóng. Rồi. Còn ngày xuất chuyện ta cho hai xuất chuyện là cô lại đây á. Dạ đúng là rồi. Tôi đưa lại tới đẳng. Rồi đó là cô đưa bả về chứ tôi không có qua tới định quà. Rồi rồi con biết rồi, đúng rồi. Dạ tại dạ, hoàn vì, cảnh vì chỉ nuôi ở đây thôi. Dạ, dù dạ hoàn dạ. Cảnh tôi cũng nghèo khổ lắm, tôi mắc nó ôm nuôi ba đứa cháu nội lận. Dạ. Cho nên thành ra đưa về tới nhà là không biết đường đi với nước rước. Đưa tôi về định quà rồi tôi biết đường đâu tôi về. Không gì cứ nuôi ở đây thôi, khi nào ra viện làm thủ tục thì kêu con lên. Dạ. Con làm thủ tục ra rồi viện rồi. Tiếp bà đang. Dạ đúng rồi, rồi chồng con đưa bà về. Dạ. Đó là tôi giao nha, là ngày 300 đó, ngày rồi. Đêm 300 đó. Dạ dạ. Rồi vậy là gì cố gắng giúp ha, giúp dạ. Bà ha. Rồi mình nhưng mà điều sáng có cho ăn uống gì không? Chứ tôi nuôi bà này là cho ăn uống từ A tới Z đó. Thì rồi cho đánh cơm từ thiện ăn. Cho bà ăn, dạ. Cho bà ăn luôn. Dạ. Thì sáng thì tôi có bệnh uống cà phê rồi tôi muốn ăn gì ăn chứ tôi không có mắc tiền. Dạ. Ăn miếng no bụng rồi mừng hà, rồi tới cơm từ thiện rồi lãnh ăn. Dạ dạ. Chứ không có đòi hỏi sườn thịt tôm tét gì chứ. Dạ. Có gì ăn nấy. Dạ. Thì ví dụ trả tiền riêng cho dì, rồi dạ. Còn tiền mua đồ ăn cho bà thì gửi dì, rồi có gì dì đi mua cho bà ăn luôn. Ha. Dạ. Hãy dư thì tôi trả lại. Dạ. Còn đủ thôi, thiếu thì tôi đòi thêm vậy đó. Dạ dạ dạ. Tôi không, cái mức đầu là mình phải giao đâu đó đàng hoàng. Dạ đúng rồi. Tôi 1, 1, 2, 2. Còn lúc nào mà con có mua được cho bà ăn thì con mua. Còn cái chuyện gửi tiền ở đây dì mua bữa ăn chính cho bà thì dì cứ mua đúng cử ăn thì dì cứ mua nha. Mà mua dư thì trả lợi, mua thiếu thì phải trả cho tôi. Dạ. Không ăn lợn lớn ai chứ, 1 là nó 1, 2 là nó 2. Rồi bây giờ cái vụ tiền thì để chồng con lên đi rồi chồng con tính với dì. Tại vì con ở đây con không có cầm tiền theo. Không. Dạ. Bây giờ chịu làm thì tôi vô tôi làm rồi. Dạ rồi dì cứ. Cậu bây giờ cô nói bữa nay cô mắc đi công chuyện, bị nãy cô này điện nè. Dạ. Là mắc đi công chuyện là thành ra để vợ em chút lại trả lời. Dạ dạ. Đó rồi chứ mà mời đưa cũng được, mốt đưa cũng được chứ. Dạ. Không phải bắt buộc đưa liền giờ. Dạ dạ dạ. Rồi đó là bắt đầu bữa nay là bắt tay vào việc đó là tôi mừng hai bên hết. Dạ. Đó là người nào cũng ngày đêm đêm ngày đêm rồi. Vậy đó phải không? Dạ dạ. Rồi khỏi vì có số okay. Điện thoại không? Vì cho con xin số điện thoại. Không tôi không có biết xài. Tôi nhà quê tôi hồi nãy giờ tôi không biết xài điện thoại. Dạ. Rồi vậy được biết. Rồi. Rồi vậy gì gắn rồi bây giờ nha. Cô cho số điện thoại cô này nữa, tôi đưa cái giấy rồi cổ mượn cái viết rồi cổ ghi chồng vợ. Dạ. Số điện thoại á. Dạ dạ dạ. Rồi con cảm ơn dì nha. Dạ.